xin chào các bạn nha. Bây giờ mấy bạn thấy gì phía sau mình không? Tụi mình đang đứng ở trên khu phố Hàn Quốc mấy bạn. Con phố Hàn Quốc. Nè à, thấy à? Có chữ Hàn sau lưng mấy bạn không? Công nhận cái khu này ở bên New York nó gọi là cái khu gì nè, Fashion District. À, gọi là khu phố thời trang các bạn. Ở đằng kia kìa, chứ không phải khúc này là tới đồ ăn này. À, có rất nhiều cửa hàng. À, cảm ơn cưng. Đây nè, từ sang chảnh cho tới bình dân đều có hết. Giờ mời các bạn đi theo mình đi ăn đồ ăn Hàn Quốc nha. Ok. New Wonjo nha cưng. Vô đây là các bạn sẽ nghe mấy em Hàn Quốc nói chuyện. Nghe tụi nói có hiểu gì đâu mà đã. Công nhận cái đầu anh mà không có đồng mà. Có. Cái đầu anh mà không có vú keo lên nhìn tiếu. Đầu anh tiếu quá. Quá bà ầu quá các bạn. Ê, các cho bà ầu cắt. Các fan của Oppa đâu rồi? À. Đây nè mấy bạn con đường nè. Nè bên đây coi đồ ăn Hàn Quốc nhóc trên nè. À. Wonjo nha cưng, new, có chợ Hàn Quốc nữa nè cưng. Ờ, có gần lát vô, mà vô đây mua bầu ngư đem. Đem về. Qua đây coi giá cả coi. Thì nè, qua đây coi giá cả này. Đáng ra mình đi địa điểm khác như một cây bờ đi. Đó, mình đã thấy được cái nhà hàng của mình đúng không anh? Còn đây, ô, cái quán bánh mì Pháp mà mình kỳ đó mình mua bên Hàn Quốc nè. Đây nè, đúng rồi, kìa, kìa, kìa. Tao cứ ngỡ như là đang du lịch bên Hàn Quốc vậy mà. Nè, cho mấy bạn coi. À, bây giờ vô quán xong phải chờ, mấy bạn thấy cái quán nó đông kinh khủng không? Nè nè, à, mấy bạn thấy cái quán nó đông không? Cho mấy bạn coi cái phần giải thưởng của nó. Này coi nó giải thưởng bao nhiêu giải thưởng này mà. Wow, so many awards. À. Ra đường người ta đông đúc coi nè mà. Wow, thấy không? Thấy khu phố Hàn Quốc cái ngân hàng nó cũng có chữ tiếng Hàn luôn ha. Ngân hàng Citibank. Cưng qua đứng bên đó anh chụp hình cưng các. Rồi, góc đó được rồi, góc đó được rồi. Đó, bữa nay nó không xài bên dưới. Ồ, dạ hả? Ồ. Can get a same getting? Yes. Thank you. I saw it again. Các bạn kêu món xong rồi các bạn. Công nhận chị đó chỉ sửa mũi sao mà thẳng tăng rồi trời. Bữa nay là cái ngày lễ thành ra không có dùng cái menu lễ của nó được rồi tại sao cần để yên đó. Ok. À, không có dùng cái menu lên special được. Ok. Tiệm đông ghê mấy bạn ơi. Quá được. Tôi mà làm chủ cái tiệm này là sẽ mở rộng cái tiệm ra. Làm như có chỗ cho mướn như vậy. Okay. Vô đây các bạn gặp toàn là trai hàng, gái hàng không mấy bạn. Không nha. Nếu mà mình mà không ăn thêm cơm tiếng nữa là mình sẽ xỉu. Cái gì đó xỉu á. Không rồi cả tiếng mấy á. Gà trước mấy món này nè bạn. Mấy món này. Này giống hot dog mà. Hot dog. Ồ đây là cái món gà nhân gà tiềm nhân sâm mà mình kêu nữa mày. Cơm mà. Cơm trộn. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Đó. Chờ đẹp trai các bạn. Wow, giờ đang chờ để bỏ giờ nữa các bạn. Chờ để bỏ rồi. Không phải nãy tại vì mình xin thêm kimchi nè thấy không? Mình nói với nó là tại tụi mày đem đồ trễ quá, thật ra giờ mình quá đói bụng ha. Tụi mình vừa ăn đặc sản Hàn Quốc xong, bây giờ tụi mình ra dẫn mấy bạn đi tham quan một góc phố Hàn Quốc ha. Thấy bên đó gồng trà sữa, gồng trà người ta sắp hàng người ta chờ dữ không? Băng qua đường luôn cưng, băng qua đường của anh chơi. Có không nha?
Wow, thôi bây giờ mình quay trở lại ha. Wow, trời. Quán bên này có vẻ rẻ hơn quán bên kia cơ. À, nhưng mà vậy tại sao nó lại rẻ? À, quán bên kia nó đông quá mà bên đây ấy nhẹ. À, không, thành ra là đó là cái vấn đề các bạn. Rồi tối uống trà sữa à, định uống trà sữa mà uống khách nổi mà hơi no quá. Hết uống nổi. Wow. Cưng cưng biết pha trà sữa nè. Để mình về mình pha. Wow. Làm cái vlog pha trà sữa. Ôi da, lạnh. Oh boy, it's cold. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha. Ok. Bye bye.